Mời anh ngồi. Chào anh. Chào anh. Và xin mời bạn nữ. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về nhau lớn lên nha. Mời anh. Em tên đầy đủ là Ngô Vĩnh Thái. Em sinh năm 1982. Quê em ở Quảng Trị. Giờ hiện tại đang sinh sống ở Biên Hòa. Thái làm gì? Dạ, hiện tại á, lúc trước là em làm kinh doanh ô tô. Hiện tại thì em chuyển về em làm bên công ty bảo hiểm quân đội của Biên Hòa. Rồi, bây giờ xin mời đàn gái nhà mình giới thiệu nè. Dạ, kính chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả và chào anh Nam ở rào kế bên. Em là Trần Thị Bích Phượng, em năm nay 34 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa. Hiện tại em đang làm việc tại công ty Hoàng Anh Gia Lai. Em làm ở bộ phận pháp chế. Làm ở quận mấy vậy em? Dạ, em làm bên quận 10 với anh. Quận 10? Dạ. Cái công việc cụ thể mình làm pháp chế là làm gì hả chị? Dạ, em đang làm kiểu như mình làm sổ hồng á. Đi bên em là bán chung cư, với em đi làm sổ cho khách. Dạ. Anh Quỳnh Linh ơi, hỏi ảnh thử ảnh có nhu cầu làm sổ gì không, em hỗ trợ cho ảnh nha. Ảnh làm cần làm sổ hộ khẩu. Dạ. Sổ hộ khẩu gia đình đó. Được không em? Đúng rồi. Rồi bây giờ xin mời bây giờ đàn trai mình nói một tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Hiện tại điểm mạnh của anh á, trong công việc á, rất là rõ ràng. Thứ hai là mình sống tự lập từ nhỏ. Cái điểm yếu á, cũng rất là ít nói. Thỉnh thoảng cũng hay quên. Chỉ đơn giản này thôi. Rồi, mời đàn gái. Điểm mạnh của em á là rất gọn gàng, sạch sẽ, biết quan tâm tới người khác. Còn điểm yếu của em á là... Cái điểm mạnh đó cũng là điểm yếu của em. Bởi em rất gọn gàng á, nên sinh ra nó rất là kỹ tính luôn á. Em thì có một điểm yếu là dở trong việc nội trợ. Anh cũng có thể là hỗ trợ cho em được mà. Dạ. Hy vọng rằng là hai người cùng làm sẽ ngon hơn em nhỉ. Dạ, hy vọng là anh sẽ nấu cho em ăn. Rồi, anh Thái có mấy mối tình rồi? Dạ, nói chung là mối tình chính thức á, em cũng có 3 mối tình. Rồi học cấp 3. Rồi cấp 3 là qua. Qua rồi. Rồi kế tiếp. Kế tiếp là sinh viên, cũng là cái thời điểm mà mình cũng còn trẻ quá. Đúng rồi. Mối tình mới đây. Mới đây thì nói chung là chia tay cũng 1 năm rồi. Năm rồi. Quen nhau mấy năm? Em quen nhau chắc 6 tháng thôi em. Ủa 6 tháng thôi hả? Dạ. Không có nói chia tay hay như thế nào mà hai người cảm nhận về nhau, cảm thấy là nên làm bạn sẽ tốt hơn. Chị Phượng, nói một tí xíu về tình trường của mình nè. Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì quen nhau cũng được 6-7 tháng gì đó, rồi chia tay. Còn mối tình thứ hai thì quen cũng hơi lâu, 6-7 năm. Dạ. Nhưng rồi cả hai người rồi cũng không có duyên đến với nhau. Tại sao lại 6-7 năm mà cuối cùng lại rớt vào chữ không có duyên rồi sao hả chị? Không phải, tại vì do kiểu như là người ta không có quan tâm rồi chia sẻ với mình á, rồi cũng ít có thời gian gặp nhau, người ta cũng không có một cái điểm mà cái xác định là tương lai ở hai đứa như thế nào. Em hiểu cứ quen cứ không đúng biết rồi, ngày mai ra sao rồi, mình quen cứ tiếp tục đó. Nhưng thực sự phụ nữ luôn cần một câu trả lời cho cái mối quan hệ đó là chúng ta sẽ đi đến đâu, đúng không chị? Rồi sau đó là sau mối tình 6-7 năm đó là chị không yêu ai nữa. Em nghĩ là nhìn chị chắc là chị rất là nhẹ nhàng, dễ thương, đáng yêu, chắc là đào hoa lắm, nhiều anh theo lắm chứ ha? Dạ đúng rồi, em nói chung là đào hoa lắm, đi đến đâu cũng có người theo hết, nhưng mà cái tình cảm của mình là không có dành cho người ta, nên rồi cũng không có thành được với ai. Chị Phượng của em rất là đào hoa. Anh Thái ơi. Dạ. Anh hy vọng là anh có thể chia sẻ với em được rất là nhiều thứ trong cuộc sống này. Dạ, em cũng cần một người như vậy đó anh. Anh sẽ quan tâm em nhiều hơn. Trời ơi, chưa gì mà anh sẽ hết rồi. Đề em bớt khó tính chút xíu nha Phượng. Dạ, chắc cũng do em khó tính quá nên hả? Người ta sợ, người ta họ bỏ đi hết. Em chào chị. Dạ, chào anh. Anh mong muốn một người phụ nữ như thế nào cho mình? Về hình thức ấy. Dạ. Thì nhìn dễ nhìn ra được rồi. Yên tâm, anh nhìn chị em một cái là đắm đuối liền. Rồi còn về tính cách thì như thế nào? Về tính cách thì nói chung là người phụ nữ hướng nội một tí xíu, một người dịu dàng. Dạ. Nhỏ nhẹ. Còn anh không thích phụ nữ ở điểm nào? Thì thường phụ nữ mà nóng quá thì cũng không nên lắm. Còn mình không thích thì người phụ nữ đừng có ghen quá, làm cho mình cảm thấy nó áp lực. Đợi em xíu, em hỏi chị em. Chị có ghen không? Không.
Mọi việc đó là mình sẽ nghĩ trước, ví dụ như vấn đề gì đó, lý do như thế nào. Chứ mình không có phải là cái kiểu mà nghe cái là mình bộc phát liền. Dạ, yên tâm, chị em ghen, có ghen, nhưng mà ghen hết sức văn minh. Ghen là yêu. Ghen là yêu thì chắc chắn, nhưng văn minh. Bên đó muốn đàn trai thế nào? Đối với em thì ví dụ mình nhìn đầu tiên là mình phải có thiện cảm. Dạ. Có một xíu chiều cao. Hơi cao. Hơi cao. Tính tình thì kiểu như là biết quan tâm, chia sẻ, không rượu chè, thuốc lá. Ủa chị, em thấy chị có cái bảng ghi giấy sẵn là gì vậy? Em có một bảng. Có bảng viết sẵn nữa hả? Dạ. Qua đọc coi thôi đàn gái có bảng viết sẵn gì đây? Tiêu chuẩn chọn chồng. Chào em gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Dài vậy? Nè mọi người nha, thấy là mệt cho nhà trai rồi đó. Tiêu chuẩn chọn chồng: một, phải sạch sẽ, gọn gàng. Vì em khá là kỹ tính. Sạch có sạch sẽ không? Mặc áo trắng, thức nào cũng sạch hết. Gọn gàng. Hai, biết nấu ăn. Nếu không muốn phải ăn trứng chiên với rau muống luộc trường kỳ. Bên này biết nấu ăn. Ba, phải luôn luôn lắng nghe em, mặc dầu lâu lâu mới hiểu ra vấn đề cũng được. Bốn, đặc biệt phải rèn được tinh thần thép để chịu đựng được sự càm ràm, ca tháng khi tâm trạng em mệt mỏi, không vui. Thì lắng nghe, chia sẻ thôi, gì đâu. Chưa hết. Và một số vấn đề vân vân, mây mây khác sẽ đề ra sau. Còn nhiều nữa hả? Được rồi, đưa đây cho tôi. Đây, bỏ túi nha. Em nhét túi liền. Nhét túi liền, giữ đây. Biết kiếp vào công á. Đúng không anh? Giờ em ghét nhất gì của người đàn ông nè? Nói nhiều. Ví dụ như là khi mà mình nhậu nhẹt, say xỉn về á, cái mình cứ nói đi nói lại vấn đề đó, hoặc là hay nhây á, nên em không thích cái đó. Em mệt về em cằn nhằn ta được, ta lâu lâu ta nhậu xỉn về ta nói chút mà không cho. Em ơi. Dạ. Mà thật sự là tính anh ít nói lắm, nhưng mà cần lắng nghe nhiều hơn. Đó. Vậy em cũng ít nói lắm, chỉ có những lúc em càm ràm em mới nói nhiều thôi. Bây giờ mình nghe ý kiến người thân coi sao nha. Dạ. Chị Phượng, hôm nay chị đi đến đây với ai? Em tới đây với em gái và em rể. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị. Em đi với chị vợ em. Bà cũng không biết nấu ăn. Bà không biết nấu ăn không? Đặc biệt chị, nhưng mà em chơi với chị cũng hơi thân á anh Quyền Linh à. Được cái là biết thương người, lắng nghe. Còn nấu ăn dở lắm. Được rồi, nấu ăn được rồi, đừng có dặm vô hoài thiệt á. Rồi còn yêu đương thì giữa chị với anh tìm hiểu như thế nào đó thì do duyên thôi. Nhưng mà em thấy anh này có thể hợp với chị không? Em thấy không. Rồi, không. Đưa em gái đi. Em thấy sao? Anh rể, em rể là nói không hợp rồi đó. Em thấy ảnh bù đắp được cho chị về việc phần nấu ăn. Còn việc lắng nghe hay không thì đó là lời ảnh nói thôi. Thì đến khi giữa hai người tìm hiểu á, thì lúc đó chị sẽ xác định sau. Rồi, dạ. Đó là ý kiến của bên đàn gái. Mời ý kiến đàn trai. Rồi, cảm ơn em. Em xin giới thiệu nhà đàn trai bên em. Anh Trương Quốc Mỹ là sếp trước đây của em về ô tô. Còn anh Hoàng Trung Anh là sếp mới bây giờ. Rồi. Vâng, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ. Xin chào nhà gái cùng tất cả những người trong trường quay. Nhận xét về chỗ Thái thì một người trong công ty thì làm bên nghề xe ô tô thì Thái là người rất là thông minh. Còn ngoài cuộc sống thì Thái là một người em rất là năng động và cũng quan tâm tới bạn bè và đồng nghiệp. Còn về cô gái này thì rất là có cá tính, rất là lanh lợi và hiện đại trong công việc bây giờ. Theo anh nghĩ là ok. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Cảm ơn. Anh chào em. Dạ. Anh có món quà tặng em nha. Dạ, em có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Em thích đọc sách lắm hả? Không, em cũng thích nhưng mà ít khi đọc. Anh, cái tựa đề sách mình là gì vậy hăng? Mình ơi, về ăn cơm. Mình ơi, về ăn cơm. Ê. Chị cận mà phải không? Chị có muốn đem bắt kiến để nhìn rõ dạ, mặt anh không? Dạ, đúng rồi. Đây, đây. Để em xem thử dung nhan của anh. Em cần mấy độ ấy? Dạ, em cần chắc cũng gần 3 độ á. Cần 3 độ luôn hả? Rồi, mình bây giờ ngồi xuống và nói chuyện với nhau ha. Tức là cảm nhận về nhau thế nào đi? Thật sự ra là anh, trong suy nghĩ của anh á, ngày hôm nay gặp em đó là cái niềm vui của anh. Anh hy vọng rằng là đã đến đây là một cái duyên rồi. Mình cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Sau này để mình tiến tới cái hôn nhân ấy.
Thì theo em thì bao lâu nữa thì mình có thể kết hôn được? Dạ thì do hiện tại là em còn đi học nên phải chắc đợi em học xong tầm một năm đó thì ví dụ như em học về gì nhỉ? Dạ em hiện em đang học luật. À vậy hả? Em học văn bằng 2. Mình đã tặng quà cho nhau thì bây giờ mình có một món quà gì gọi là tinh thần để tặng cho nhau không nè? Dạ thì em chắc là em sẽ đọc cho anh một bài thơ. Nó là cái một đoạn trong bài thơ Thuyền và Biển. Dạ. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu sóng vỗ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ. Nếu từ giã thuyền, từ giã thuyền rồi, biển chỉ, biển còn, chỉ sóng còn sóng gió. Nếu phải cách xa anh, em chỉ còn nỗi nhớ. Ồ, cảm ơn em nhiều nhé. Anh tặng em một bài và tất cả mọi người ở đây. Bài là Có Lẽ Nào. Đêm lạnh quá, sao em không về chung lối, để bàn tay xoa ấm mái bờ vai. Đêm lạnh quá, sao đường về chia ai mà ngẩn ngơ, ngã rẽ đôi bờ. Có lẽ nào ta thành người xa lạ, khi đi tìm một nửa đời nhau. Em xin phép. Có lẽ nào. Em nghi ngơ không hiểu hả? Em rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau. Rồi bây giờ mình nói một chút xíu nữa, sau đó mình tiến hành bấm nút ha, để xem mình ơi có về ăn cơm hay không. Dạ anh cho em xin phép nói tí xíu nữa. Chắc chắn là sau này thì ba mẹ em cũng xem chương trình này, thì cháu xin phép chào hai bác. Cháu muốn nói hai bác rằng là cháu có thể là không kiếm được nhiều tiền, nhưng mà con hứa với hai bác là con sẽ làm tất cả mọi thứ để cô ấy có thể vui và hạnh phúc. Hay quá. Có lẽ rằng ba mẹ của em đang xem chương trình đã nghe được những cái lời của anh chàng này nói rồi. Rất là hay nha. Trong cái cuốn Mình Ơi Về Ăn Cơm này thì anh có đọc những cái dòng chữ này nha. Đủ nắng, hoa sẽ nở. Đủ gió, mây sẽ bay. Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đông đầy. Mong rằng chúng ta sẽ đủ duyên, đủ nợ để có thể gọi nhau là gia đình. Mình ơi, về ăn cơm nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Cô ấy viết đấy, đúng không em? Dạ, em. Đúng rồi. Bây giờ quan trọng là mình ơi có về nhà ăn cơm hay không? Chúng ta sẽ thể hiện bằng nút bấm. Xin mời hai anh chị mình sẽ để tay vào nút bấm ha. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận những rung động từ con tim. Nó sẽ dẫn đến bấm nút hay không? Bắt đầu. 3, 2, 1. Hết thời gian. Ôi, chúc mừng. Chúc mừng chị. Đây. Nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau đi. Bây giờ mình có thể gọi nhau. Mình ơi, về ăn cơm được rồi đó. Anh hy vọng rằng là sau này anh em mình gặp nhau nhiều, anh em hiểu nhau và sẽ có tình cảm nhau nhiều hơn. Anh sẽ chứng minh cho anh thấy là anh với chị có những điều rất hợp nhau. Thôi nắm tay đi. Nào, hãy hôn nụ hôn đầu tiên chứng minh rằng nút bấm mình là bấm từ trái tim. Xin chào em nha. Qua là bản thân của mình. Em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh. Hiện tại đang sinh sống làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Rồi cây ra thành phố Thủ Đức. Rồi tiếp tục. Hiện tại em đang làm nhân viên sửa chữa xe, làm tư nhân. Là tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó hả? Dạ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng
bao nhiêu, mình cứ cụ thể đi em, mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Lương thu nhập em một bình quân một tháng là 10 triệu. Ừ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ hòa đồng. Ừ. Còn điểm yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Ừ. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn ạ. Đúng rồi, tính chất là do công việc làm thời gian ít khi đi chơi đâu nên mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Ừ. Rồi. Thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Ừ. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hết. Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Ừ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Ừ. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn rồi, mình cũng muốn có người đồng hành. Ừ. Nên mình đăng ký chương trình. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghiệp một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đi với ai? Em vào một mình, em hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm ăn sớm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? À, cũng có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À, là đi học nghề từ năm 12 tuổi? Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ, em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Ừ. Có nhiều vốn chưa? Vốn thì chơi nhiều gì. Ừ. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Ừ, tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Ba anh trai em, gái em? À, hai gái một trai. Thì em là con đầu? Dạ. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng, 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá cái gì. Ừ. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Ừ. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ đánh giá mình về gì nữa này. Ừ. Vậy nên em không. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi là không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không. Chết do công việc thôi, để làm đi, làm đi, lần này đăng ký nhờ chương trình thôi nhé. Ừ, đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải dành nhiều thời gian cho bạn gái. Dạ. Chứ mà cứ về mình cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi, bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó khá hơn. Còn đâu, em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như sáu khoảng 6 giờ 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi gái đi chơi thôi. Ừ. Mình dành
thời gian bên ngoài, còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian mà còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi về mình tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Ừ. Rồi, em có tài lẻ gì không? Hát hò này kia biết không? Dạ, không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ. Chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Ừ, nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là lần sau em bắt lại là em nấu được. Ừ. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chị nhìn dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nói chung là ngoài những chị nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ. Công việc này kia, chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người gái thì cao tầm 1.5m. Ừ. Tầm 1.5m là đổ lên thì nói chung là người vừa. Vừa thôi hả? Không thích mặt hả? Nói chung vừa thôi, đừng mập quá. Ừ. Thì nói chung là công việc thì cũng được. Thì mình giờ mình có công việc tương lai thì sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về không người cùng làm. Ừ, mà không có cần bạn gái có công việc luôn. Về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Dạ. Yeah. Ừ, về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Rồi có năm trước hay lại gì không Quang? Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì tầm sinh năm 93 đầu xuống 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi dạ. Còn miền nào nữa không? Nói chung ưu tiên miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi? Dạ, những Tinh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ, rồi những miền khác là không được luôn? Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó, em về quả hả? Nói chung quê quán bạn đó thì miền Trung, nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại cũng dễ, vẫn dễ tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thanh vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn. Nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đồ. Ừ. Yeah. Rồi, em còn cái gì giờ muốn nói với tụi chị nữa không? Yeah. Ừ, ok. Cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ, anh Khoa.